Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đức Phật Tổ Phật Thầy Bồ Sơn Kỳ Phương. Chứng minh cho đệ tử thành tâm hướng đạo cùng tất cả Phật tử trong phái Bồ Sơn Kỳ Hương đã về tận đền thờ của Ngài nơi miền Đông, khi trước xuất thân và Thầy đã tạm mượn sắc thân trần này tại miền Tây Độ, xong chuyển hướng trở lại miền Đông Bộ. Vậy thì chúng con cùng tất cả thành tâm và đệ tử xin cúng dường thân tâm và tất cả suốt cuộc đời, và để khi viên mãn thì từ bi quan hỷ cho trên bước đường đời cũng phải vấp phải, cũng phải âu lo, cũng phải có mọi mặt lem dơ trên bước đường đi không vẹn toàn. Xin Thầy chứng minh và gia hộ từ bi hỷ xã bớt vì tất cả mọi người sống trong một cuộc đời cuối vì nghiệp chướng nó đã bao quanh nhiều. Như thế đệ tử thành tâm hướng đạo trong một cơ duyên mới của nền Phật giáo Việt Nam thống nhất, tuy là đạo phái Bồ Sơn Kỳ Hương hay là bên tôn giáo nào cũng chỉ một thôi, cũng một Đức Chi Tôn, cũng Thượng Đế là Thầy của chủ tể càn khôn vũ trụ này, chứ không có ai mà thay được Thầy là Thượng Đế. Còn chúng con làm Thầy với tất cả các vị ở phàm phu tục tử này vì truyền đạt lại những câu văn và ý nghĩa và chân lý trong giáo lý của nhà Phật, được trưng dụng trong bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, rồi chúng con cũng sẽ gửi cái thân thân này để trở về nơi nguồn gốc Phật pháp. Vậy thì hôm nay trước đền thờ ngôi Tam Bảo thì xin nhận tội và sự cứu thế độ dân, cứu giúp chứ còn cứu cánh và cứu cái số thì Thầy không có được một gì, chỉ do nơi Thượng Đế cùng là mười phương chư Phật, cùng là Đức Phật Thầy cứu giúp để điều độ tất cả bà con, anh chị em, Phật tử trong phái Bồ Sơn Kỳ Hương hay là trong phái nào cũng vậy hết, để tiếp nối chương trình đi đến Phật Bảo. Mình phải làm bằng cách nào để nương tựa một ánh đạo vàng Phật hộ? Có nghĩa là đường lối tu học của mình không nên chỉnh mạng, không nên nghe rên rỉ bên tai một lời gì quyển, mà phải tự độ, phải tự giác, phải tự chính mình. Hôm nay Thầy có đôi lời và nhỏ giọt, cũng như là Thầy đã xin ánh từ bi, ánh đuốc của mười phương chư Phật để chuyển dẫn lại tất cả quý trò, chứ Thầy cũng không xứng đáng là một vị Thầy, vì một vị Thầy đâu phải như thế này, có đúng không? Một vị Thầy phải ăn trên ngồi trước, phải có chỗ, có nơi ghế lộng, hay là phải có người hầu hạ hay cung bái, chứ đâu phải mà đôi chân của Thầy dẫm bùn tất cả sinh ly bị phỏng, hay là sắc thân của Thầy đã không có xứng đáng đâu. Phải dù dập, phải cam chịu với một cảnh đọa đài của chính mình vì mình đã có tội. Thầy đã nhận tội với tất cả chúng sanh, cho nên hôm nay nôm na vào từng mỗi vị một cũng như là tâm linh của tất cả quý trò. Vậy thì trong một mùa xuân mới, trong một vùng đất mới, trong một ánh tuyết mới sẽ sắp có len lỏi chen vào để thay cái cũ đổi cái mới, mà mình là người học đạo phải cố gắng an thạo từng giây phút khi ngủ nghỉ, thức dậy là phải lao lực liền, phải suy nghiệm liền, phải quán xét liền,
phải thông đạt tất cả những đường lối tu hành của chính mình như sau. Chứ không phải mình bỏ lại, hay là lẫn lơ, hay là để cho nó mục mạc, hay là để cho nó bị nằm ẩm trong cái ẩm thấp của cái màn lưới của âm chất nhiều. Vì không có cái dương mà âm, cái dương khí. Vậy hôm nay thì mong tất cả quý trò phải trọn vẹn đức tin với một vị nào cũng được hết, để rồi nắm bắt con đường để mình đi đến mục đích của mình là như sau. Đó là do cái tâm phát nguyện của từng mỗi vị. Thì xin can thiệp qua đường lối và tình huống trong một buổi này để giải quyết cho tất cả các vị còn bị chướng ngại, còn bị gút mắt, còn bị khó chịu, còn bị bâng khuâng ở trong lòng mình, không biết mình làm gì Phật có chứng mình không, mình làm gì. Thì xin hỏi trả lời, con làm việc để ích cho tất cả mọi người thì Phật chứng mình rồi đó, mọi người là chúng sanh là Phật mà. Và không biết con tu Phật có chứng không, con tu đúng không hay là con tu sai, trò tu có đúng không? Đúng. Đi theo đường Phật, Phật dạy như thế nào, lời răn như sao, con đi giữ giới đúng như là Phật, thì tất nhiên là con tu đúng thì con sẽ trở thành, chưa có cái gì đâu. Nếu mình hiểu được thì mình truy nguyên và ra hết tất cả từng con số. Thì xin giải đáp hôm nay qua tình huống, và muốn đọc lại những lời thơ chốn rừng tần thầy lập sang xuống thế. Và trong một mùa xuân mới, trong năm mèo, thầy đón mãi mà không có thấy sinh về. Không thấy sinh về. Không biết là sinh đã chừng nào về, hay là thất lạc ở đâu rồi, hay là bị tản, bị mất, hay lại buồn ấy, hay là buồn trong một khung trời quán đảng này, mà tại sao thầy đón sinh mãi mà không có thấy sinh về. Vậy là mùa xuân này ơi cho ta biết, sinh đã về chưa? Thấy có rỉ rả một ít nào, một tia hy vọng của những người đạo sĩ tu hành đang chờ đợi, đang chờ đợi một đôi khúc bình an giản dị đơn sơ được an lạc trong tâm. Vì thấy cảnh mới nhập cảnh, thấy đường mới đi trên đoạn đường. Còn như bây giờ thì xin phụ hoặc thêm đôi lời của tất cả các vị tự độ, cũng có một cái đường lối của chính mình tự lo liệu. Còn cái lớp nhỏ làm sao lo được, cũng như mình đã đi qua rồi, mình có những cái đôi dài, hay là mình có cái cây, mình có cái gậy, mình có những cái xe điều kiện phương tiện mình đi, còn người ta không có, ta phải đi chậm, ta phải té tới té lui, thì tất nhiên mình phải trợ cấp, mình phải giúp đỡ, mình phải dẫn dắt cho chúng đi, muốn như mình sao được. Cho nên thầy vừa nói, nhưng mà rút ra lại là nói đi, nói lời, rồi thầy nói tới, nói lui, thầy nói được hết. Nhưng mà bây giờ thầy muốn nói với tất cả các vị là trong những bài thầy đã đưa ra là dời non lấp biển, nó có hai lý. Một là ở bên trong của mọi người đạo, mọi người đời cũng có cái biển trần của mình bao la ở bên trong. Non cao có nghĩa là chúng ta quá cao còn, chúng ta quá mộng mơ, chúng ta quá ngạo mạn mà không biết, không hết, không hòa đồng ai hết, không thương ai, yêu ai hết, và đồng chủng cũng không thương, nghĩ mình là cao, nghĩ mình là trên hết rồi, thì không ai trên mình được, có chứ, có người trên nữa chứ. Như thế thì thầy đã phân qua, còn việc mà thầy đã nói tất cả đều giảng, thấy tất cả người mọi người phụ lòng, mà làm cho tất cả các đấng từ bi phải buồn, thì thầy đâu có vui được. Vì thầy đọc sách, văn đây là do nơi Đức Phật thầy mà truyền đạt, cho nên thầy và tất cả các vị trong phái nói tất cả ba tánh quá ngu, không hiểu biết gì hết. Nhưng cái ngu này không phải ngu đời, tất cả các vị khôn, đáo đệ khôn, không thể ai lường được. Nhưng mà cái ngu với đạo, ngu với cái đường lối giải thoát, ngu với cái đường lối mà mình đã làm việc giả mà mình tưởng thiệt đó, tại vì đó mình không thấy đường mà về đến nguồn cội, và mình xài những cái việc mà phí phạm, không lợi ích cho nước nhà xã hội, không lợi ích cho tất cả mọi người đạo chung,
cùng đồng tu với chúng ta, thì xin nhận cái lỗi và nói như thế. Thì nói thì được rồi đó, đâu có ai đến mà làm cái gì. Nhưng mà thầy tại đâu là vì nếu cái người biết thì không nói gì, cái người không biết phiền giảng mà nói chửi người ta vậy đó. Thì cũng như cái người đi chậm và người đi mau, người có điều kiện ta đi, người không có điều kiện thì phải rơi rớt lại để cái người đó là người đã trách. Còn người ta đi mau là ta đã sáng trí, ta đã hiểu rồi thì người ta không có trách. Ta nói thầy đúng, mình ngu là ngu với đường đạo lý à, mình không lo tu hành, không lo mà mình lo cái chuyện gì đó không à. Chứ còn nói đời là tất cả các vị đâu có hơn người ta nổi. Nói vậy thì thầy xin nhé, tất cả đạo trời bây giờ trong một phút nói chuyện bình thường, bây giờ thầy xin đọc một lời giảng thơ, có nghĩa là thơ giảng, giờ để là giảng thơ để làm gì. Tiếng của thầy thì bây giờ này có câu nghe được, có khi không nghe được, nhưng mà cái câu kinh mà nghe chỉ thâm trầm quá vậy, rồi mê cái giọng trầm bổng, mê cái giọng thanh thoát mà không có mê cái chân lý. Thì bây giờ đổi lại, ngày xưa khác và bây giờ khác. Thế thầy muốn đừng nghe giọng trầm bổng, đừng nghe thánh thoát nữa, mà nghe từng câu văn phân biệt chánh tà, thiên đường và địa ngục, tâm của mình như sao, trí của mình như sao, tánh của mình như sao. Thì muốn nhắc giảng thơ thì thầy xin nói rất là từ từ để cho có cái lương lý và cho có một cái tình nghĩa, cho có một cái thủy chung, cho có một cái kỷ niệm vui buồn người xưa trở lại. Thì xin đọc giảng thơ, gọi là thơ giảng. Từ khi lìa bỏ rừng tầng, thầy lâm xuống tới mấy lần rồi thôi. Bây giờ nhìn cảnh xa xôi, thấy đời quá khổ, ôi tôi vô cùng. Tại sao ta phải điên khùng, mang thơ, mang phố, mang cùng dị chăng, mang kinh, mang kệ thường hằng, miệng rào giáo phú thì văn cấp kỳ. Nói đời hãy ráng tu đi, đời không nghe thấy chớ đời quý cần kề. Ngày xưa bình tân bình tề, bây giờ trời đến thì về Việt Nam. Khổ đau ức chuyện thầy làm, khuyên người ráng tỉnh rồi cô đàm sao nữa. Nhớ đời lật sách từ trương, đời đâu có mến có thương Phật Ngài. Nói đêm nói tháng nói hoài, chê rằng nói nhảm chưa thài lái nhiều điều. Thật là chúng quá cánh kiêu, làm sao ta đợi đò chiều đưa qua. Thường thấy nay tuổi quá già, từ khi mà rời khỏi quê nhà lâm sang. Rừng xưa ca liếu sự sen, sơn khê yên tĩnh ránh rang vô cùng. Tại sao phải xuống ngày cùng, buổi này đâu được ung dung bớ trò. Giảng khuyên mà chẳng ai lo, trời ơi sao xé nằm co kêu liền, kêu trời kêu Phật kêu tiên, miệng réo qua liền liền ai chứng mà cho. Giảng xưa nói nhỏ nói to, nói hoài nói mãi đắn đo nhiều lời, đó là xâm giảng của người đời. Giảng cho mà dân biết vậy thời nghe dân.
đừng nên yếm cổ linh tâm, nghe lý đạo bần sẽ trúc hết đêm khuya. Buồn thương ta lại xót chia, dạng xưa có nói bên kia ráng nhìn, tới đây sấm nổ anh ninh, đen hay là trắng rồi nhìn tượng trí, chứ bây giờ đừng vội khinh thi. Ba phần mà hết nữa còn chi gian rờn, chưa dạng hoài kêu chúng lại quên. Đại từ mà không học rồi đăng tên tuổi trường, thấy vậy mà lại ta thương. Ta ngồi nhìn lại tấm gương ạt ào, mê sang mê cả mê giàu, dù cho binh tấn bên tàu cũng thiêu. Ngồi buồn đánh thương hắt hiu, gió chiều mà thổi suốt tiêu và điều, chưa năm non chưa hạ trần, khuyên giảng bà con khuyên hoài mà khuyên mãi, chưa giận còn trơ trơ. Bây giờ ta đọc chứ giảng thơ gợi lòng, mà bần sĩ chưa trơ cờ, rồi làm sao chưa nay mai sống bùa ba đào. Cầm kỳ mà thi quả rồi đờn táo khải ở ngoài. Buồn cho nếu tục trần ai, hạ miệng mà khuyên thuyền gái trai ráng nhìn, nhìn đi cho kỹ tâm tình. Phải thị chung mà như nhất, chưa thì mình mới còn nguyên. Sống đời không dễ không kiềm, cứ lo tham lận cho bạc tiền dai mang, chưa buồn đời thì trở lại lạnh trang. Sớm chiều mà ấp ủ chưa đạo vàng sáng trưng, không vui không thỉnh không mừng, ta muốn về rừng an tịnh cho xong. Không yên ba tánh chưa long đông, cho nên mà ta phải ngóng trong từng giờ, chưa tình thương vô bến chưa vô bờ, dạng rồi mà thường thẳng chưa ngọn cờ sắp ở lại. Dạng xương lục nhiều bài, rõ ràng cô sư giải bán phải lòng hằng ngày mang giáo phu thi dân. Bơi xuồng mà lên xuống chớ khó khăn dập dìu, bán mới rồi lại chứ bán chiều. Khổ cần mà khổ cõi chưa rong rìu đeo theo. Dạng xương có nói năm mèo, nên thầy mà dịch lại chưa hiếm nghèo. Rồi tới ở nơi mèo kêu ba tiếng chưa thấu ở trời. Kêu nam mà kêu nữ chưa mau dời rồi đổi thay. Nếu không sống bùa dài dài, làm sao còn được ngày mai bớ vui. Bây giờ khô héo không tươi, tại sao mà không biết vui cười làm chi. Đọc kinh đọc giảng ra thì phú thơ, mà ta nắm chưa trong mơ kỳ rõ không, chưa buồn đời thầy lái chưa xuống ở không. Trong hoài mà trong mãi, chưa trong không có trò, hỏi ta bài bổn chưa đâu dò. Dạng buồn mà bình luận chưa cho trò vui ở tôi. Cảm thương tất cả mỗi người, trời đã thay đổi mà người không thay, chưa làm sao sống được chưa nhiều ngày. Bị tranh mà trừng trị chưa bị đài ngục môn, thấy chưa có xác không hồn,
có qua mà nhổ bỏ, chứ không bồn chứ làm sao chứ người đời còn quá thấp cao. Còn lo mà trao đổi sắc màu đua chén, không lo trui được cái tâm rèn, không lo mà trao trẻ tiếng kèn cho thanh. Chứ bây giờ quỷ vật ma dành, tới đời rồi phải chịu cam đành đó thôi. Ta đâu có chỗ ta ngồi nhắc lời của giảng, chứ trên đồi sơn thế từ khi ta trở lại cho Bồ Đề còn thương mà bà tánh nặng nề mới lắm. Buồn ai muốn giả điếc câm, đọc thơ mà nước mắt chan dầm. Chưa mi vì trời sai lại phải đi xuống đây mà gặp khổ gian nguy trăm điều. Quỷ ma ma quỷ trong rìu, sắp trôi mà ra biển chứ ít nhiều. Còn ở đâu chứ thứ đồ ma quay cho trâu, còn ba mà tiên xâm trời thâu hết rồi. Thượng dân mênh nước cút coi nên ta mà còn ở, ôi à, thôi chứ chưa về. Dạng xưa quá hỡi ê chề, đọc hoài mà đọc mãi nặng nề tâm thân. Nói xa rồi lại chứ nói gần, từ khi mà bên tấn chứ bên thần rồi về nam. Thơ buồn ai biết ta làm, ai trao cho ta dễ, ai giam cho ta giờ. Buồn ấy thì lại nên thơ, dặn người mày hiền đạo chưa bên bờ ráng lo. Buồn ấy ta lại ban cho, buồn nhiều ban phú chưa buồn khó thơ đề. Buồn ấy mà cảnh giới chưa chưa về, trao thân mà gửi phẩm chưa cận kề rồi trận dương. Rừng sương tiếp thu gió sương, tại sao mà không ở chứ dọn đường chưa lâm san. Xuống miền trần tục gian nan, rào qua mà giảng lại chưa trên đàn thông ở trong. Khi đàn bà khi lấy đàn ông, ta đây mà đóng kịch trong trong làm gì. Đừng nhìn thể xác làm chi, nhìn trong mà giáo lý thơ thi học đường. Khuyên dân mến nước làm mà gương, ta còn ở lại chứ trăm phương nghìn trùng. Ở cho ba tánh chưa trụng cùng, yên rồi thì lão lại chưa hết tơ cùng. Hôm nay thì sẽ gọi lại mấy câu là giảng thơ. Bây giờ là thi thơ, thì sẽ đọc lại cho tất cả quý trò để hiểu, và để khi mà có buồn thì nhớ lại cái dòng thơ thi phú đó mà để gợi lên cho tất cả bà con anh chị em, cũng như là cái dấu chân đi mà các vị ta đi giỏi đó, người ta thông đường người ta đi mau, còn nhiều vị ta còn đi không giỏi. Ta bị đủ thứ cản ngăn, ta đi không được. Vì là đó mình sẽ giúp cho người ta. Bây giờ thơ xưng có nghĩa là thầy có gửi thơ xưng rồi, nhưng mà thầy đón xưng mà xưng không có về được. Thì bây giờ trong xưng có nghĩa là thầy đang trong một mùa xưng mới, để cho chúng sanh bá tánh được an lạc tự do. Có nghĩa là lòng trong trắng như trăng rằm vậy, thân thể nhẹ nhàng cũng như lá cành mặt đang gió lai từng giai đoạn mát mẻ, tia đọt nảy cành mới. Con người nhẹ nhàng như cành trúc mây, tia nhỏ
mà bão tố vẫn còn. Kẻ đi qua người đi lại, đạp dẫm mà dẻo dai bền bỉ, không bao giờ gãy đổ. Trong một cuộc sống người tu hành, thầy muốn mùa xuân an lạc, có không khí trời mới, có những ánh đúc sáng sáng rọi, cũng như làn điện của trời, của thiên nhiên tái tạo. Muốn tất cả quay về với mái nhà thiên nhiên của mình để thực tập lại những gì của thiên nhiên trong cuộc sống ăn mặc nói năng và ăn uống, đem lại ít mà nhiều, ăn với cuộc sống thanh đạm để mà có một cái chất vào lòng để chúng ta lo trao dồi đạo hạnh, thì mình sẽ trở lại một mái nhà thiên nhiên của mùa xuân mới. Nhưng chưa có, mùa xuân không có về, chưa có về, vì chúng sanh còn đang bị mạt lưới vô minh quá nặng và bị ngăn cản nghiệp chướng, bị khấu đầu giữa ma quái, bị tựa cửa kim tiền, bị sa na hố hang giặc, thì làm sao mà đón được cái mùa xuân của trời Phật, của Đức Di Lạc Tân Dân, của Thánh Đức Thượng Nguyên. Một mùa xuân gió mát, nắng không có chạc, mưa không có gào, biển lặng, núi ngừng, cây không còn, xuyên qua ngã lại, bị bão tố, bị ruồng bỏ, bị đả phá, chỉ có người làm sao yên được. Tất cả cái núi cả trăm triệu ngàn năm đứng sừng sững còn phải buộc phải trả. Những tàn cây cổ thụ lớn tuổi hơn cha mẹ ông bà tổ phụ của mình cũng phải gãy đổ đi, thì có người hậu sanh của tất cả chúng ta, chúng con quý trọng làm sao sống được. Cho nên là phải tập sự đời này đời nữa, đời khác, cho đến ngày chắc chắn bền vững. Cũng như cái cây mà mầm nó mà chịu đựng quá bão táp làm sao. Sự tu hành của tất cả quý trò gặp phải không may trong một cuộc đời mạt tần, mạt hà, không thể vươn lên được bao giờ, chỉ là một phước đức. Và công quả mà có biết có tròn được hay không? Được, nếu thành tâm thì sẽ đạt được sự công quả của chính mình, thì mình hưởng cái quả to ấy, rồi cộng thêm những cái tài liệu mới, phước đức, đức độ của mình, rồi để tăng lên và chuyển hóa, chuyển kiếp nữa để tu hành không biết bao nhiêu kiếp. Vậy thì mừng rỡ để mình gặp được một nguồn thơ mới và chân lý của tất cả các vị. Đừng khinh bỉ người cùng, đừng khinh bỉ người đã trắng tay, tay trắng, nhưng họ có kiếm thép ở bên trong của họ, họ có sắt đá bên trong của họ, họ có vàng ngọc ở bên trong của họ, mình không thấy được đâu, vì vàng ngọc ấy của thiên nhiên, chứ không phải vàng ngọc ngoài đời mà mình phải biểu dương chưng lên. Nào là nhà cửa xe cộ, nào là đeo mang vào người, không phải vậy đâu. Mà vàng ngọc của họ là tốt đẹp, cái sự sáng suốt của họ, họ tránh né đi biết bao nhiêu sự nhầm lẫn, họ cố gắng biết bao giúp đỡ mọi người, họ là một viên ngọc, họ sống rất cao cả quý phái đẹp xinh, họ là già. Cuộc đời họ không nghĩ gì nữa hết, họ muốn chia sẻ với mọi người trong một chén cơm manh áo, họ vui vẻ để tiếp thu tất cả những sự khổ, nhờ sự khổ đó mà đưa họ giải thoát qua khỏi mầm mống của bể tục này, nhờ sự đau thương của người chém mình, giết mình, hăm dọa mình, trù quẩn mình mà mình được tôn ti là một bậc đại hùng tiến sĩ đạo. Đâu có gì đâu. Cho nên các bậc ấy là các bậc đang thực tập trở lại thượng môn tân dân. Sau này 1000 người thầy có nói trong đêm qua đó, đổi không có ai đổi được đâu. Còn bây giờ quá chừng mà không xài được ai hết thì phải tiêu, phải bỏ, muốn giặt đồ để lấy lại cái thành phần và lấy lại những cái mà xứng đáng như con người còn được. Chứ không phải thì ở đây mà phụ lòng tất cả đâu. Chúng sanh là Phật. Chúng sanh ơi, ta yêu mến tất cả đồng bào, ta đã quý đồng bào, nhân loại đồng chủng,
ta đã hết lòng cúng dường thân này để cho tất cả các vị đạp nhập lên, làm khảm, làm dáng, làm đường cho tất cả các vị đồng chủng, đồng loại, thương yêu, đồng đạo cao quý đó. Chứ ta không phải là một mảnh khảm mà được trải trên cái giường, không phải, mà trải dưới đất, trải làm đường, tấm chăn cho quý vị. Vậy thôi, mong quý vị tất cả đều đồng lo, trao đổi và thay mau. Chứ nếu không thì không đổi thay mau cái thể chất của mình, thì mình sẽ bị. Như thế thì chúng ta muốn gặp người khách mới của thiên nhiên, không phải cần gặp những người mà đối thoại với mình, đàm thoại với mình mãi mãi đâu. Vì gặp hoài vô lý quá chứ không có lý. Mà muốn tất cả các vị gặp khách thiên nhiên, cõi trời là một hành tinh sáng nhất, họ sẽ xuống đây giúp mình, họ xuống đây hỏi mình, họ gần mình, họ sẽ nói gì với mình. Thì thầy mong tất cả các vị phải theo dõi, phải dọn mình, phải làm bằng cách nào để tiếp khách ở cõi trời. Ở đó cõi nào, họ sẽ xuống đây một cái thế giới vô cùng trong sạch, một thế giới cực lạc hay ở đâu thì không nói, nhờ là đó một thành tinh xuống đây để tiếp dẫn người bạn đường mình để trở về nơi cõi đó. Còn bây giờ mình cứ tiếp và đàm thoại ha, để nói lung tung lăng tăng nói gì đó không biết nữa, suốt cả cuộc đời, suốt cả ngày thì nhàm chán không. Còn bần sĩ, bây giờ là hàng sĩ, vô danh ẩn sĩ. Tại sao ẩn sĩ? Thì không thể giải đáp được những lời mà ta đã vừa nói. Bây giờ thì xin ra đọc lại bài thi thơ cho tất cả các vị nghe, để trong một canh khuya hay là ở rừng phẳng lặng chỉ còn nghe tiếng chim hót líu lo. Trong một ngày đêm thì nghe tiếng ve, tiếng dế. Trong buổi chiều buồn về thì những con cốc, những cái con gì đó nó sẽ reo lên, nó đã vui buồn. Đó là một cái phong cảnh điềm nhiên mà ta đang gần kề tất cả các vị đó. Thì thầy sẽ nói thì phú hòa trao để làm gì, gợi thăm tất cả bậc tu mi ráng lo mài miệt cho xứng đáng, đừng luận đừng trông lời sự gì, lời thơ thì gợi khắp năm châu. Ta chỉ nhìn coi trăng xế đầu, trễ ơi quá trễ, đừng dừng lại, trở về yên chỗ nói từng câu. Ở chốn lạnh trang đêm đã dài, ngồi buồn chắp bút để bài khai. Dạng xưa thơ phú thì đang luận đề dành đi hay cho ai, cho khắp mọi người nhận được chưa, có nhận kiểm dư hay đã thừa. Đừng đem quăng dục ôi rất uổng, nếu mình chưa tỉnh về ban trưa, để đó ngày sau đừng học hành. Bỏ rời uổng lắm bớ chị anh,
Lời vàng tiếng ngọc trên ban xuống, từ trên non núi thấu ngọn ngành. Đảnh thượng sơn khê, đó là ngày ban cho thi phú rạng ngày mai. Ta cầm cây bút đang nghiêng đầu, biết nói gì giờ, nói với ai? Còn nói nữa chi chúng miệt khinh, nhưng không cũng có bực còn tin. Thầy đang soạn thảo bài bốn mới, kêu bậc tu mỹ ráng chờ nhìn. Dọn dẹp gần sông quả địa cầu, nếu còn nếu bài sẽ lấp sâu. Săn bằng trời đập ôi thế giới, thế giới tình thương ngút đỉnh đầu. Dọn dẹp chưa xong còn rác rôn, ta chỉ nhìn coi ráng mà dồn. Mở mang trí tuệ ôi mớ rõ, bằng không chê chán quá nhất lồn. Cảm thương thế sự lại nực cười, cây cỏ khô cành tưởng còn tươi. Người sống đang đi ta thấy chết, tại sao bá tánh mãi dễ ngươi? Dễ ngươi còn chọc đến Phật trời, làm sao yên lặng được thành thơi? Cướp ngôi thượng đế mà không biết, tới đây dẫm đất lại kêu trời. Chưa tu muốn rạng bậc thần tiên, đau khổ mong lung bậc sĩ hiền. Nói cho sửa đổi ôi mau gấp, thơ phủ bây giờ thay lời khuyên. Dừng bước lại đi mớ người trần, dù đời hai đạo cũng vân vân. Trao dồi tánh hành tu sát thuệ, bằng sao có dịp Phật đang cần. Thì xin kính thưa tất cả quý vị đồng đạo, hôm nay đôi lời rất là bí yếu, để giảng thơ cùng là thi phú, để trao đổi và nhắc nhở thêm cho tất cả các vị, để biết được, đã biết được mình là một con người, là ngọc ngà châu báu, cùng là cồn bãi lỗ hang, cùng là thiên đường địa ngục, cùng là một cái tấm gương, một cái bản tấm bản đồ, cùng là vô cùng là vô tận tốt đẹp, mà không biết được để phỉ báng, để rồi bôi xấu. Thì bây giờ cái sự công phu tu tập của tất cả các chư quý vị anh em trong đồng đạo hoặc ở đây ở đâu vân vân, thì thầy cũng mong muốn rằng phải tu luyện lại, phải trao luyện lại, rồi phải theo dõi, phải tự lo, phải tự liệu, phải thực nghiệm này mình, phải tự làm sao bằng cách nào. Chứ nếu mà để lê thê rồi thì không có kịp gì bóng đã xế chiều, đò sắp lui. Tiên Phật kỳ này còn phải rơi lệ quý vị, vì trên thiên lôi đã đả tự, dưới thì bị lưới bùa hết, đất lở trời đông. Thì quý vị cũng thấy sơ khởi rồi đó, nhưng mà còn nữa hay không, có hay không, đó là thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà nói nếu không có
thì tại sao kinh sám giảng và tất cả các vị tiền bối phải mất uy tín không? Có chứ, không ít cũng nhiều, không chịu cũng sáng. Thì tất cả đồng bào, anh chị em bốn phương cùng là Phật tử, cùng là đồng đạo của chúng ta, trong tông phái nào cũng như một. Mau chinh phục lại, mau kiểm duyệt lại mình, mau sửa đổi hết tất cả những tánh hạnh ngôn ngữ và sự đi đứng nằm ngồi của mình, và cuộc sống đời sống phải theo một chiều hướng đến bộ máy trời mới và thiên nhiên đã thay đổi. Nếu cãi trời thì mình sẽ bị chết, thuận thiên thì mình tồn, mà nghịch thì mình phải dâm thôi. Như thế thì thầy cũng có đôi lời, đây là một người bần khổ, để khuyến, để nhắc thêm cho tất cả các vị trong cuộc hành trình để uổng công phu tu tập của mình. Mà mình đã chống phá, mình muốn cướp ngôi, mình được tất cả các vị chấm cho mình chưa? Vì thánh đức mới đến gặp tân dân thì mình chưa có qua được cái ngày thánh đức này mà. Ai kiểm cho mình đầy đủ hiếu thảo đạo đức vẹn toàn như sao? Cái đạo nhân mình không rồi, giờ mình phải sám hối tự mình, mình phải duy trì để chịu đựng qua những cái sự khắc khe mà chúng đã đục đẽo mình. Và tất cả mọi người đã cầm cuốc giá phẳng để săn bằng hết tất cả từ cồn bãi lỗ hang, thì sự đau đớn đó đã giúp mình để giải thoát, giúp mình để ra khỏi, giúp mình được là một cái hành tinh rất sáng suốt. Và mình đã nhập hòa nhập cùng hành tinh nơi cõi thế giới Cực Lạc, A Di Đà hay là ở đâu đó, họ sẽ đến để trao đổi cùng họ để mình trở về nơi nguồn cội của chính mình. Vậy hôm nay trong một tim dài, bần sĩ có còn nữa là bần sĩ không vậy? Tùy chúng sanh, còn ta lúc nào cũng là một hàng sĩ cơ hàng. Còn kêu gọi hay là đưa lên hay là hạ xuống thì cũng do nơi tất cả chúng đạo đồng, do nơi người chứ đâu phải tại ta đâu. Lúc nào cũng trong mây trắng mải, để không có vui buồn rồi nguyện giải trời cao. Hành tinh băng khói trăng sao, xuống miền thiết lập bốn mì đào khuyên dân. Ta là một đạo sĩ cơ bần vất vả, xuống trần gian quả trả căn đờn, tại sao người không nhớ lại quên nguồn giới cội kề bên ta đã chỉ. Tiếng vàng đó còn đáng rên rỉ, còn lời thơ buồn anh chỉ cất đâu. Kỳ này bốn biển năm châu, ta buồn rút lại cơn sầu vô biên. Thơ ta gửi khắp miền thiên hạ, chắc bây giờ cũng chung chạ giới phàm. Lá thơ kia ta biểu ráng mà làm, hiền giới hậu cô đàm sao mình vừa. Lời thầy giảng từ bi chẳng chứa, trong buổi chiều buồn đồ lễ ứa châu rơi. Tại người bừa bãi nói chơi, phụ lời thầy dặn rồi khinh trời tội thay. Nếu bất dị thì Như Lai đâu có tiền, thầy lâm phàm này để thăm viếng ai đây? Xuống trần bị đã bủa dây hay dây quằn nặng rồi chốn đài mây chưa về. Như thế đó đã tư bề im liềm tắt, công của ai đi dẫn dắt trò nghèo, lớp bơi thuyền lớp chống lớp chèo, một mình nó nơi biển khơi dồi dập. Vậy mà người hằng sĩ ấy không chịu về để gặp, gặp thầy mình rồi gió tấp khỏi trôi. Gặp thầy đâu chức đâu ngôi, không chùa am cốc tử không chỗ ngồi đâu con. Nước mắt chạy hao mòn trong giây phút, gặp thầy mình là cốt nhục đó tường. Gặp thầy rồi thầy mến thầy thương, đưa con đến giảng đường để học.
đêm thanh tịnh thân già cực nhọc, suốt trần đời rồi săn sóc ai ai. Vậy mà trăm đắng ngàn cay, kêu người bần sĩ rồi lá lai bài gì. Tự gì, tự mọi người cứ cố trí, đây là thầy dặn trong bài thi cuối cùng. Mặc sự thế đối lạ lùng cũng được, phận thầy mình để nước ngược phải chèo, còn qua nhiều khúc vịnh hiểm eo mà thầy đang giữ chiếc neo đang bùa. Thầy xuống đây không có tài không có của, chỉ đem phép của Phật ngài để mài dũa bên trong. Cả kiểu bớ bớ đau đông cùng là ba tánh có thành trong chưa tường. Nếu không rõ thì đem tình thương này đã tiệp khắc, đem mảnh da này thì dẫn dắt tường chân. Còn gì gặp sự khó khăn mong cầu ba tánh sang bằng mừng vui. Thì như vậy nhưng thầy rất ngậm ngùi thương tiếc, đã cúi màn rồi mà không có biết sự gì. Đường thẳng ngay thầy biểu không đi, cứ quanh dưới quẹo mà trì mà quân. Còn gian dái mình tu tính tấn uổng công đi, cuộc đời mình không được nữa đâu. Vậy đi thức dậy canh thâu, lượng mình rồi lượng đạo rồi nghĩ câu. Thầy truyền nhắc nhở đạo chứ đâu có đòi tiền đòi của. Mong hào quang đã bùng tủa trong người để cho thầy sống được vui tươi, để đáp ứng lại. Thưa quý vị, cùng các anh em đạo trong phái Bù Sơn Kỳ Hương, hôm nay là nguồn kinh mới. Kinh mới là như thế nào? Kinh cũ là ngày xưa sanh rãng người đời, cùng là bốn quyển thi văn giáo lý của Đức Quỳnh Giáo Chủ, của Đức Thầy cũng tông phái Bù Sơn Kỳ Hương, cũng là ở trong giáo pháp của Phật Thánh Thần Tiên chứ không có đâu ra. Vì trong cái khung trời, trong cái kho tàng bảo vật hiện đại ngày hôm nay đã chứa đựng những cái luồng điện của trời mới, và những người đã thay thế Bồ Tát Đạo, Bồ Tát Phật để có mặt ở đây, ở trần gian này. Ngày sau biến đổi rồi thì ở trần gian này là cõi tiên, cái cõi bồng lai chứ không phải tầm thường. Vì chúng sanh chưa có đổi được, đã có sẵn hết rồi, trường để dự thính cũng như chờ đợi. Nhưng mà thí sinh học quá dở, không chịu đến trường gấp để rồi chờ đợi cái buổi dự thi, thì ngài sợ rằng khi mà trống điểm gian ba cho ngài rồi, nhưng mà rồi về trễ có bao nhiêu vị đâu, rồi thi bao nhiêu đứa đâu, bao nhiêu trò đó. Cho nên dời ngày lại mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Ngày hôm nay đã phút cuối rồi đó, thì không còn bao xa nữa. Còn bần sĩ là một từ hàng sĩ, là vô danh ẩn sĩ. Muốn trích lục ở đây những lời nói thâm sâu huyền diệu của các đấng đại từ bi. Họ đã về rồi mà, nhưng mà tại sao lại còn ở lại đây một phút chút để khuyến? Vì chúng sanh chưa tu còn hung ác quá. Cho nên trên mới tâu qua Thượng Đế, ngài ba vị mới xin để hạ phàm khuyến nhắc thêm một lần nữa, để cơ cứu giới có được hay không. Chứ nếu mà diệt tiêu hết thì Thượng Đế đâu có để chưa vì lại đó. Cho nên hôm nay đó thì mới có được các vị để mượn sắc trần là Bồ Tát Thế này nè, là Bồ Tát Đạo, để mà khuyên nhắc gần gũi anh em chia sớt buồn vui trên một đoạn đường ngài tận thế. Và ngài đến đây cõi hạ phàm này nhiều sự biến đổi, thì vì thực dân muốn nước tất cả các ngài trong giáo đường, giáo lãnh, giáo chủ để trở lại hết, trở lại bằng thơ thi, bằng lời lẽ, bằng ngôn từ của đại ánh đuốc của trời, của Phật, chứ đâu phải là trở lại với một cái gì
mà phải làm cho tất cả mọi người thấy như vậy. Có các bậc thánh nhân hiền triết nào mà xuống đây dỗ ngực xin tên cho ta là Phật thánh thần tiên không? Không có đâu. Vì họ quá sợ cái biển khổ này rồi, họ quá sợ cái rừng u minh này rồi, họ quá sợ cái bãi chiến trường mà dơ, cũng như cái bãi rác vậy đó, xuống là lúng là xuống thì bị à. Và họ quá sợ yêu ma, loài cầm thú, tất cả đều là có ứng chiến trong cuộc thứ ba này, để giành giật lại tất cả sắc thân và linh hồn. Nó cũng cướp nữa đó, nó cướp chưa được, đừng nó nương nhờ trong cái mảnh đất mà mình tu đó. Cho nên hôm nay đó, bậc sĩ là một người thầy của các vị mà đang thực tập học hành, còn các vị mà tiến sĩ thì là đã học vấn nhiều rồi, đã trường lớp nhiều, thì thầy không có đủ, không có đủ chức năng, hay là không có đủ cái lực, hay là không có đủ đầy đủ những cái đức độ mà làm ông thầy. Xin trong này tất cả các vị cũng từ bi quan hệ cho, vì thầy muốn nhắc qua một cái giai đoạn cơ cuối là giờ non lấp biển. Giờ non lấp biển thì ở trong này chỉ nói sơ lược qua thôi, ra ngoài để kết tập thành bài để gửi qua tất cả các anh em giống dân Việt Nam cùng làm, tất cả các vị nếu biết tiếng Việt được, sau này cũng có nhiều vị người ta dịch ra để cho biết rằng cuộc đời sẽ ra sao. Mà người nào đã viết ra những lời này, người ấy ở đâu, còn hay mất, có tật nguyền gì chăng? Thì ở trong đây đó thì sẽ nói đừng nhìn thể xác, mà nhìn vào sự thật của chính mình, nghe qua chân lý của nhà Phật, nhìn đạo giáo cho đúng, làm những việc thẳng thắn để ông trên chọn lựa. Trong lúc bây giờ, về cái công ty xin lỗi quý vị, vừa phàm mà vừa thánh, vừa đời mà vừa đạo, còn phải chọn lựa những người biết là có nghề nghiệp, hay là có bằng cử nhân tiến sĩ, hay là có lớp 12, hay là trong nghề đó có nghề, thường thạo nghề, chứ đâu có ai mà thu những người mà không có nghề nghiệp, mà không biết gì hết, mà làm biến tành nhát nó có thu không? Thì tiên Phật thánh thần và lập đời trở lại đây thì là ai? Là tất cả mọi người, là ai? Là chúng sanh, là ai? Là bá tánh, là ai? Là quý đạo đó, chứ có ai đâu. Thì mình chắc mình cũng có huynh trưởng, cũng có nghệ lớn người nhỏ, có nhiều vị tu cao tăng trưởng đạo mà chấm cho một vị tu hành đầy đủ đức hạnh, đầy đủ đức độ và hạnh nguyện rất cao siêu, thay Bồ Tát mà, để làm lợi ích cho nước nhà, lợi ích cho tổ tiên, lợi ích cho cha mẹ, cho dòng giống tiên chồng của mình. Đó như thế, cho nên hôm nay đó, thầy mong tất cả các vị phải đáng cố gắng để làm bằng cách nào cho xứng đáng, chứ trời trên đã cầm sổ diệt, biết hết. Nếu mà không diệt bỏ, còn không diệt, cũng diệt mà diệt để thu, để nhận, để đem sự sống còn cho dân chúng ngày sau, xứng đáng. Nhưng đời sau ít lắm, không phải như cái đời bây giờ mà quá đông đúc như thế này nè. Đời sau ít lắm, để tiêu diệt hết. Thấy cái hình người như cốt thú, bây giờ là mình cũng thú, mình đã trở lên, nhưng mà bao nhiêu tiền đời, bao nhiêu kiếp mình đã có biết được, hiểu được, biết quay về với sự thật, biết quay về nguồn cội, biết tất cả đó. Thì hôm nay đã mong anh em đạo sĩ hiền lành và cư sĩ tại gia ráng dồi mày để làm người đi cho được, cho thuốc, để ngày mai chúng ta được rực rỡ huy hoàng trong cuộc sống rất thênh thang, một nguồn tin rất vĩ đại đem lại cho hạnh phúc mọi người, gia đình mình. Nếu mình được tu, mình được biết, mình được sửa đổi, thì mình đã nhịn nhục, mà mình đã hy sinh, mình đã gánh vác nữa, thì họ đỡ biết bao nhiêu. Nói về xã hội, mình nhịn cơm, nhịn áo để giúp đỡ đồng bào, anh em khi khó khổ thắt ngặt. Điều đó là người tu, là một viên ngọc báo mà, là một hiện vật rõ ràng, chứ không phải tầm thường. Cho nên hôm nay đó, thì thầy muốn nhắc lại cho quý vị thấy rõ được. Và trong một mùa xuân mới mà bần sĩ đón mãi không có xuân, có chứ, nhưng mà cái hoa xuân của Phật,
của thiên nhiên của trời chưa có nợ, mà hình như nắng hạn hè hay chúng sanh làm bế tắc đất muốn héo. Như vậy thì chúng ta góp phần công đức làm được việc hiền thiện phước để dưng tứ cái hoa ấy, để mùa xuân đến tới đây sẽ có và hoa sẽ nở. Nói vậy vì trong một cuộc nói chuyện bình thường, tâm sự chia sẻ với tất cả và chúc lành đồng đạo anh chị em khắp miền hưởng mùa xuân đời an lạc, hay là hưởng mùa xuân đời rất tốt đẹp quá, cao sang quý phái. Người thì giàu sang, ăn tiệc tùng, xe hơi, đi ngâm du, du lịch khắp mọi nơi. Người đào thì được bình an, chúc lành hết tất cả các vị. Và trong này thì xin kệ nhắc, tại sao mà không có xuân? Mùa xuân đến mà không có đến, tại sao xuân ta mến đón chờ? Xuân về ta đã nên thơ, còn xuân không đến bờ thờ ngóng trông. Ta cố gắng vừa lòng xuân đó, tiền vàng muôn của bố không cần, mong cầu xuân mới tân dân cho người đạo sĩ được gần nhìn xuân. Xuân đâu phải xuân đời nghi ngút, xuân thiên thu đôi chút tình thương, xuân quá nhiều sự đoạn trường, ta chờ đợi mãi canh trường không không. Mùa xuân ơi tấm lòng ta hiện đại, đón xuân về quỳ lại Phật trời, nếu không xuân chắc phải tạ tơi, ta mở tiếng mở lời chờ ai về. Xuân về tới khói xa vào cầm bậy, còn xuân không về rồi biết thúc ở đây ai ơi. Xin về xuân của Như Lai, xuân ông Di Lạc ra bài giảng kinh, xuân của Phật nhủ tình tha thứ, xuân thừa bi dung tứ cội lành. Xuân về ta tiếp năm canh, buồn ôi tê tái lòng thành chờ xuân. Xuân không đến vui mừng rực rỡ, ta biết nói gì giờ không gặp gỡ cùng ai. Xuân qua tháng lụng canh dài, mừng xuân năm mới ta sợ đất cài thành sông. Xuân đem đến cho đạo đồng thì hạnh phúc, nhưng cuộc đời ơi biết ta tốt ở đâu. Xuân về lấp biển ngăn dâu, xuân này ta thấy ta sầu biết bao. Đã chuyển lưng thấy nào chưa vậy, ta chỉ cho rồi cầm bẫy trước kia. Vàng dài vào lúc canh khuya, bóng tùng sắp lụng trời ở bên kia nghẹn ngào. Ta đâu có bừng xứng được sáng giàu ăn Tết mới. Lại đất trời cho thế giới năm châu, mùa xuân Phật ơi, mùa xuân ấy không sầu, còn xuân đời tột hố sâu chìm dâm. Xuân của Phật khỏi trình khỏi bẩm, chỉ lo người như chiêu gấm tiêu quang. Xuân đời vào lúc là ta cống cao ngạo mạn, rồi rên ni la đầy đường.
Sinh của Phật canh trường đâu có lao lý cùng sinh của đời vàng ký bạc muôn. Mới vui sáng rồi lại chiều buồn, tôi thề rồi mới bỏ rồi lệ tuôn dầm về. Cho nên vì sự đó mà sinh không có về, ta không thấy. Nhưng ráng mà tu đi, ta đã vượt bảy trong gai, nguyện cầu Phật Pháp Như Lai cho xưng về tới ngày mai thành trừ. Xưng của Phật, xưng của Từ Bi Vĩ Đại, xưng của Quan Âm ngày Nam Hải chứng minh. Xưng này do của thiên đình, nếu người hiền hậu thì ngài chứng minh xưng về. Vì thế đó, thầy muốn tất cả đó, muôn bề bế tắc, đừng nghĩ việc thù hận kia để bắt nhịp cầu, hay khổ đau ngày hay hận quán từ lâu, bỏ tất cả để trời thấu lồm lạc. Nhớ bần sĩ đăng nhịp cầu đăng bắt gợi khắp bốn miền, đồ thắt ngạc nhìn coi, đừng vì bạc lượng vàng thôi, trời ơi ráng học rồi tối hồi này. Hội Tiên Thánh, hội của Phật Thầy, hội giáo chủ, hội quần tiên quy tụ ở sơn lai, trong đêm tháng lụng canh dài, ta còn bỡ lượng đêm ngày đưa dân. Như thế đó chuyên cần phút chút, ta đã ngồi đưa cốt nhục sang bằng. Tại sao người không học lý học văn, mà còn tạo ác đi cột cằn phỉ báng? Lời ta nói chắc không xứng đáng, rồi xem đi bớ trò rồi biển càng non băng. Bây giờ thì chịu khó khăn sống rồi, thì trở lại trọn trắng nghe người. Phải thương xót, phải vui tư chấp nhận, vì ta đã biết trước rồi, đời quá cận kề, mà kêu mãi hoài sao kẻ nhúng người trề đây thấy nổi ê chề trên bãi biển. Cuối cùng rồi đừng nên cầu nguyện, thúc hối lại tâm mình có nhiều chuyện hiếu trung. Làm sao đây đó trung phung, thương yêu như cách trừ ngày cùng toàn nguyên. Đó là bình sống thường thiên, nghe lời bần sĩ rồi ta khuyên đêm dài hết sức lực. Mà ai đâu có biết, không thương thầy vì thầy điếc, thầy ngu. Hỏi làm sao ta trả lời được, mặc dù ngu đời tục, chứ công phu sáng suốt. Ngủ điện dài mà lục nghị ta buộc, ta sáng như trăng rằm để kết thúc khuyên dân. Khuyên xa rồi lại khuyên gần, dù ta có táo có tầng không sao. Mong ba tánh vượt nào quá ải, mong chúng sanh đừng cãi Phật Thánh Thần. Mau gấp đi để đến bến tân dân, mùa xuân mới đã gần kề chờ quý gì. Tu không được thầy tính rồi, tại bị mình đã gieo ác trên đời rồi, rồi mất trí làm sao. Miệng thời kinh đọc bao hao, tâm mình khô cạn như dũng ao ló bùng. Sao tu được, ngày cùng gặp nhiều việc, mà báo cho thầy rồi tai điếc mắt lơ. Nếu bỏ chúng sanh không nguyện, không xin, không cúng lại, không thờ, thì ai cứu chữa, hiện giờ ai minh chứng? Thầy lấy Phật chữ trời tùy thờ cảm ứng, để hộ cho loài người đứng ở dừng nghiêm ngôn. Ráng tu giữ xác giữ hồn, tự đây lấp biển giờ còn chờ coi. Đừng suy
Lịnh lễ đến vàng thôi, phải suy nghĩ mên giống nồi mới ngoan. Hãy cố gắng, chứ thầy cũng biết lượng vàng ngọc báu. Lời thì khuyên, nhưng mà nhủ đạo để xem sao. Nay mai sống bùa ba đào, cứ nói hoài nói mãi, rồi ngày nào thấy chưa? Chưa có thấy. Vì đã bến sân thưa, còn chờ đợi, còn chúng sanh, còn gửi, còn kêu. Nếu mà lệnh trên đúng là lệnh thiên điều phạt ma quỷ, tà yêu đang loạn. Phải học lại thánh thần, binh trời binh tướng, rồng cù sông đã lượng tẩy mới ra. Cầu xin trên lệnh Phật Bà, Quan Âm Bồ Tát Bồ Đoàn, đứng trong nước tịnh bình ngày đã nắm trong kết chặt, diệt yêu tà, để ngài bắt nhịp cầu. Lũ quỷ ma mưu mẹo kế sâu, dùng thiên thủ thiên nhãn đầu trừ khử. Đây địa tiên đánh cùng thiên tiên quá dữ, nhưng chết ở biển sông hồ rồi, cái thứ yêu tinh trời không tha. Trong một quốc độ minh minh mà trời tiêu diệt, do thiên đình không ai thấy. Nay bần sĩ dọn miết vườn trồng cây, ruộng phước điền cho nhìn thấy hay chưa? Về nghe lời lẽ sống chung của người bần sĩ, rồi ở chốn xuân thưa rừng tàn. Sớm ca kệ chiều giáng giáng tiếng ngọc, hằng ngày kia đâu có chật ghẹo ấy đâu. Kệ dưới kinh để giải khóa cơn sầu, mà kinh giữ kệ nơi đỉnh đầu luôn lo. Nếu khuyên ba tánh thì lòng không đau xót, mà bỏ lời người rồi thì cáo bọt dưng lên. Thuyền môn đóng cửa cho bên, nhưng thầy còn mãi rễ rên gần trò thôi. Ráng thanh tịnh đi, rồi trời bán cho phép lạ, mình phải ráng tu. Mà ở chỗ cao cả mới được thành. Mình tu đừng lời, đừng danh, đừng tá cao mạng, rồi đừng thành như lai. Ai chấm mình? Chỉ mình nói, rồi mình may áo mình mặc, rồi mình đắng mình cay. Mình làm vua rồi tự kêu, tự ra tự hô tự hấp, chơi buổi chiều là ai biết. Như thế đó thì hằng ngày phải cải sửa. Ta gửi bài này đứng giữa trung minh, đừng xứng ta lại thiên đình, hay là ngọc hoàng thượng đế, hay là thần lính tối trời. Đừng có nói nhỏ lời ít tiếng, niệm Phật thánh tiên xuất hiện ở lòng ta. Tiếng nói của mình là nước ma ha, mà cầu kinh kể là bát nhã hòa chung trong thế hệ. Thầy cũng mượn dòng kinh tiếng kệ để xóa bớt cảnh thông trần, đi bảo vệ thân. Chiều buồn trong bến tân dân, ta còn ở lại nặng ân với đời. Không sao đâu, hôm nay ta mở lời tròn vẹn. Rồi có bỏ sắc thân không hổ thẹn, chốt mây rồng gì ở cuộc đời, biết tổ biết tâm, biết chánh nghĩa, biết giống dòng đạo. Vì ở trên đời ta không làm bá chủ, ta chỉ là một người đã kết tổ thành mây. Hôm nay kinh kệ của thầy, ta đây đọc giảng phúc dây tặng trò. Học phải ráng chứ, phải lo cho chu đáo. Ngài phải thực hành hiếu thảo vẹn toàn. Nếu mình cha mẹ có đã bổn phận làm con, còn điểm ráng học thì điểm son mình cao. Đâu phải tu học một ngày một chút, đừng có lầm rồi một mạc nghe chưa. Lời này ta giữa sông thưa,
bệnh tình nguy ngập mà tai chưa an nhàn, nghĩ sao được vì sớm làng còn kêu reo. Cả đạo của thầy mà còn tròn méo bao quanh, nghĩ làm sao chúng chưa được làm lành, còn chia rẽ ngõ ngành ba bài. Còn đời tốt thì hiện giờ đang cãi, không chấp nhận Phật trời đồ ba bài đạo. Đạo thầy, đạo tớ, đạo ông, đạo bà, đạo này cũng lớn mà đạo ta cũng tràn. Như thế đó là làm sao bình an tại ngoài. Mình chỉ biết tu đạo trời mà thôi, đừng có cài không nên. Vì tu đâu có tuổi tên, mình hằng cho đúng thì kệ bên thánh hiền. Ai muốn tu cũng thành tiên thành Phật, nhưng rồi là mình bà định chung tài vật có xa không. Sự nói năng ăn ở chưa hòa đồng thì làm sao dọn tánh Phật đi ngồi trong đài Phật. Cho phải hiểu tao ác gian thì mang tăng tật, mình tao hiền lành thì siêu bậc thuyền môn. Sau đây danh nói như con, bây giờ sắp thịt linh hồn của ta. Mặc tình thế sự bối qua, dẫm vừa cũng được trù truyện thân ta không mà. Thầy xin lắp xót quyền làng, xin trong bốn đạo của làng Bù Sơn. Nhẹ lời rồi dẫm ráng nhẹ chân, để nhầm các vị rồi từng cơn khổ sầu. Thầy xin muốn biết năm dâu, phải tưng lời Phật phải hầu thượng thiên, phải ăn phải ở cho hiền. Đừng tạo hung ác rồi bình nguyên sao còn. Thầy xin tất cả bà con, đừng vì lượng bạc món ngon đua đòi. Thầy xin mạnh giỏi sống coi, cuộc đời thay đổi rồi giống nồi nát tan. Thầy xin cả xóm cả làng, cả non đời cả nước cả hàng tu sinh, tha cho thầy được nhẹ mình xuống miền mà tiền đảo tổ truyền lý chân. Thầy xin nhận từng cơn tội lỗi, chốn ta bà nhàn rồi hay chưa. Sớm hôm nắng lại cùng mưa, lắng hè mà lắng lỗi sớm mà trước tiên đời. Ai không biết vậy thời, tha thứ còn hiểu rồi. Tự tự cho tạo ra thì xin giáo phụ ta bà, xin trời mà đào được xin là chưa uổng công. Đã biết lực phá trong đại lực mà đã tu rồi, quá cực rồi than khủng tầm bố trí không đoàn. Điên khùng rồi phá đảo mà cho tan chưa tội nhiều, còn không biết không yêu ai hết, giữ cho hiền lành đến chết cũng sống. Người đỏ lớn được thuyền rồng, tình tu có giây phút ngày trống rước về. Còn hiểu đạo xa lề cấm bẫy, bị du mình không thấy chư Phật ngài. Buổi chiều tắt lặng ra thấy,
Thầy ngồi tính lại cho ngày mai tiêu tan. Đời có tiêu dân làng còn mến, đạo mà tiêu chưa bờ bến nghi dở gian. Cũ sinh sao được cái mà ta ngồi mà điểm nguyệt cho hình tàn chơi ở dưới. Đừng biết tu đồ cái trời cái Phật, chắc lãnh thôi bị tật bị nguyền. Nếu không bị tổ bị tiên, bị đài bị đó chưa cũ quyền phát răng. Nếu các vị đại căn đại phúc, tìm mau đi tá túc bồ đề. Trưởng huynh mai mốt đã về, thầy còn bút mực chừng phế tự cho. Không lo tu bị so đủ thứ, còn cuộc đời tàn dung tứ chưa những gì. Tại sao không tứ tự bị đem chi mà nước thối rồi trí chưa đầy ở đường. Hôm nay trong đôi lời của bần sĩ vô danh là người vô danh ẩn sĩ hôm nay xin nói. Thân cơ hàng áo dài, những vị mà người ta không biết sám hối từ xưa nay, không biết những gì đó thì trời đất còn tha được. Còn những người tu mà phạm lực trời rồi không có tha được đâu. Vì lẽ đó cho nên cả kêu hết tất cả đời và đạo chứ không phải là riêng. Nếu mà mình tu được là tu, còn không trở về. Đừng có nửa này nửa kia rồi không có kết thúc được. Vì ta đã thấy hết, ta đã hiểu hết. Mau đi sửa soạn cái tâm của mình mà rọi thấy mình chưa? Chưa thấy. Chưa thấy làm sao thấy Phật? Mà chính mình làm chứ ai làm? Chính mình nói chứ ai nói? Chính mình mang chứ ai mang? Mình nặng chứ ai nặng? Không, mình bộn bề rồi mình cầu sinh, rồi mình giác ngộ, rồi mình quy y, chứ ai bắt buộc mình đâu. Vậy hôm nay thì tất cả kêu gọi hết đạo của Phật Thánh Thần Tiên, chứ không nói là đạo Câu Đài Hoàng Hậu, hay là đạo Phái Vũ Sơn Kỳ Hương, hay là đạo Công Giáo, hay là tất cả các đạo. Không phải vậy, mà nói chung là tất cả đồng đạo chung trong Phật Thánh Thần Tiên của Thượng Đế là Thầy, của Chủ Tải Càn Khôn. Mau mau thu xếp lại. Có nói là bây giờ thì bần sĩ điên khùng mà, đâu có nhà cửa, đâu có danh, đâu có quyền, đâu có chức, đâu có lợi cái gì đâu. Chỉ thiết tha, lỡ nhận lãnh cái tâm từ rồi thì phải khuyên cho đến kết cuộc. Chứ không có lợi ích gì mà cao sang quyền quý, hay là làm cho có lợi là mới nói, hay là tất cả phải đông đầy đến để mà góp tôm mới được kia, không có. Xin thưa tất cả chư quý vị đừng có buồn. Nếu mình là người tu phải tu cho được thì đời ta không có phê phán. Mà đời ta không tu, chừng ta tu giác ngộ là ta sẽ đạt được chánh quả. Như vậy thì mình phải sửa mình để hổ thẹn lắm đó. Mình hổ thẹn với mình, rồi mình sẽ hổ thẹn với mọi người. Mà mình không hổ thẹn với mình thì mình vững như trồng, không sao hết. Không ai đến nói gì mình hết đó. Thì lời của bần sĩ hôm nay thiết tha đã nhu cầu bằng thơ, bằng thi, lời nói như thế, chứ đâu phải đi nói chuyện như phàm đời đâu. Nhưng mà cũng cố giận chứ, giận nước, giận cứ, giận mọi người, giận đời phá đạo để hoại hương. Đạo phải trả lại bằng từ tâm thuyền, phải nói với người phước đức dư. Giận bậc tài trái kém đức tinh, giận thay giác ngộ tự do mình. Không lo chu đáo ngày hay bụi, tìm thầy mới mẻ để cầu xin. Thầy mà cũ mới hạ chúng con
thầy cổ đi đâu? Hay sát mòn, thầy về Bạch Ngọc còn lay xuống, tạo cảnh liên đài ở Nam Nôn. Thầy nghèo, không quý quý thầy sang, thầy không nhà cửa rách lang thang, chùa ấm cột lớn thầy quý quá. Thức tình đi con, bị lớp màng. Thầy là chủ tể của chúng con, ở trong tâm tánh chẳng hao mòn. Bên ngoài đâu có ông thầy nữa, chúng đừng có nghĩ mắt thoáng vô. Thầy con chính thật hỏi là tâm, con hỏi dùm đi cảnh âm thầm. Một mình có lẽ ra đồng hỏi, thì thầy lố giảng để rồi thăm. Thầy con gần đó chẳng có xa, thầy chẳng chùa ăn chẳng áo vàng. Thầy trong tâm trí trò không biết, nhìn thầy sắc thể đó quá xa. Kẻ sang người trọng lắm đua kém, Phật pháp cũng như rọi đuốc đèn, thần tiên lẫn lộn người đâu biết. Cứ nhầm cứ lẫn lại ngợi khen, phàm tục dễ ngư như thánh thần, kỳ này chờ đón rạng tân dân. Cõi ai điên dại ai khôn khéo, cõi ai năng học bút chuyên cần. Ta đây ráng hỏi nói ít lời, tận cùng khắp cả hỡi mọi nơi. Thầy ngoài giả dối đừng nhìn nữa, nhìn hỡi tâm mình chẳng lệ rơi. Thầy con ở chốn nơi nào, hỏi đi ta chỉ rồi sẽ rào gặp ngay. Thầy con không ở lâu đài địa vị, mà thầy của con không có bị lao tù, mà giờ chùa am cũng không thấy thầy tu. Thầy ở cõi mịt mù sương tuyết, thầy ở trong trí trong tâm con là biết. Thầy ở trong cuộc đời tàn náo nhiệt bi ai, ở trong đâu có ở ngoài. Con tầm chi vậy rồi nẻo trần ai lạc đường, phải tầm ở bên trong mới có tình thương ông thầy để xứng đáng làm trường dạy con. Đây là bần sĩ hao mòn, không phải thầy đừng gọi nữa, nghe con gian trần. Nhớ lời lẽ đừng có quên trong giây phút, buổi quân tàn thì ta tốt một hồi, giảng đêm trường chúng con nhớ đừng bôi thầy bần sĩ. Nhưng không bận tội bất gì, dù một ít cũng minh tâm khai trí, con ráng học hành khỏi bị chúng khinh. Còn gì lo sự lo kinh, lo trao lo đổi rồi tâm mình bình nguyên. Còn gì lo bạc lo tiền, lo sáng lo cả rồi cảnh tiên không về thôi. Thì chúc tất cả đạo đời hay là các vị thành thị thôn quê, đời lời chấm dứt rồi cảnh nặng nề không mang. Còn nữa chứ, nhưng dạy đạo tràn lớp cuối, còn lớp cũ bây giờ rồi thì nghỉ trong buổi tan trường.
Mùa hè kề rồi trò chẳng mến thương, ông thầy giáo đứng ngoài đường trong từng phút. Trong thí sinh thương hơn là thương cốt nhục, nếu trò về đây trường thầy cười thúc cười lớn. Sợ trò trốn học lại quên, trong trường gian đổi rồi kề bên sau giờ. Ông nhịn đói cũng đợi chờ học trò tới, đặng báo tin cho trò là có bài mới nha con. Về đi thức mòn đừng mê chơi rồi bỏ dở, không bị còn nữa đâu. Đêm thanh tịnh, thầy nhỏ giọt từng câu vui với đạo. Nếu mà có gì thì cũng hoàn hảo, an lòng. Chứng minh thư cho giống cho dòng, mà thầy đã nhiệt liệt để gieo trồng giống tốt. Giờ chưa mập con ơi mày mốt, ráng trông chờ thì tột nhìn coi. Thơ này con ráng xăm soi, lời này ráng để thì ít ôi ngày cùng. Hôm nay thầy cũng hơi nói nhiều về tất cả khác gì. Nói thẳng, nói ngay, đừng có buồn ở trong đây. Cũng như tất cả đời cũng vậy, đạo cũng vậy. Nếu mình tu thì phải tu cho rạng rỡ, chứ được còn bằng không thôi. Còn mình học mình nửa chừng mình bỏ, ông thầy này ông đâu có đợi mình trở lại nữa đâu. Ông phải dạy lớp khác, ông lãnh bài khác, ông đi đến trường khác, chủ nhiệm điều ông đi làng khác, có cái gì đâu. Xin kính thưa tất cả chúng vị, đạo tâm cùng là anh em đồng đạo trong phái Vũ Sư Kỳ Hương. Đó là phái là chia ra thôi, chứ là đạo trời, đạo tiên, đạo Phật chứ không có gì đâu. Như thế thì cũng mong tất cả bà con, anh chị em hãy chúc lành trong mùa xuân an lạc sắp tới mình được hưởng. Và cuộc sống hôm nay để hài hòa trong cuộc sống của mình, mà được cho mình tự do và nuôi dưỡng lại trí tinh khí thần của mình và cùng linh hồn của mình. Và đừng có đèo bồng quá, tống cao ngạo mạn quá, chưa có được bao nhiêu mà làm tiên làm Phật ấy, thì bần sĩ cũng hơi ái ngại chút mới ra cái nguồn thơ này. Vì thấy tất cả đạo chưa được là đạo, mà muốn lên thành tiên thành thánh tìm không ra đâu, khỏi đi tìm, khỏi đi tìm. Cũng như là bần sĩ nói ai cho ngọc ngà cho báo cứ khiêng lại bỏ tại đầu giường á, lấy được cái tay này còn không cầm, còn không có đi tìm. Của ai về của nấy, nếu mình tu thiệt rồi thì có gì đâu phải xin, không phải xin. Nếu mà con trời thượng thiên thì ổng đã dành mình lại, đang ổng nhờ. Còn nếu mình ở tâm bậy thì ổng đánh, ổng giết mình thôi, chứ có xin gì là mình làm tội mà mình xin. Nhưng mà ít mà biết được rồi đã chạy trốn để làm một việc để trời tha. Như thế chứ bây giờ đâu có làm sao mà cầu xin được đây. Thì lời nói này thì lời nói vui, vui ở trong một niềm vui hân hạnh hạnh phúc nhất, yêu thương đạo, hòa cùng đạo, cân nhắc đạo, chứ không phải vui mà. Ngoài đời, ngoài đời có cái gì đâu mà vui, ngoài đời không có gì vui hết à. Sáng vui chiều buồn, tối thì lê mê lệch mệt, thấy không? Được sáng rạng ăn uống để nuôi cái thể, quên cái trí của mình chút thì thôi. Còn đạo vui cả nghìn trùng vui mãi mãi á, trường tồn nơi cảnh Tây Phương trực giảng. Nhàn vui làm được việc nghĩa, việc chân, giúp đỡ được mọi người, chăn quả trong cuộc sống, hy sinh à, để làm sao cho người ta thương yêu mình đầy tràn à. Mình không nói cho mình mà nói cho mọi người, đó là vui nhất trên đời à, và giúp mọi người khó khăn trên mọi mặt vui nữa à. 10 cái vui, 100 cái vui, 1000 cái vui được thịnh vượng vui vẻ để chúng ta đến bến Tân Dân. Đò thầy đang trực chỉ đưa quý vị đến Tân Dân Thánh Đức. Nghe nói giờ con vậy hả? Vậy là con đem bị kim, con đem tiền, con đem vàng về để con chuộc cái để ông lấy đò này ông đưa mình đến Tân Dân không? Ông đưa, ông đâu có ăn tiền, mà ông đòi cái đồng tiền mình, mà đồng tiền có sẵn, tiền căn, tiền đức đức, tiền mà đời đời kiếp kiếp mình đã có gieo tạo rồi đó. Ông đòi cái đồng tiền đó mình đưa ra, ông đưa qua sao? Còn nếu mình không có tiền đó thì ổng đâu có đưa mình qua sông, thì ổng đâu có lấy cái tiền đồng, mà ổng lấy cái tiền căn, tiền của nhiều đời nhiều kiếp của quý vị đó. Như vậy
Cho nên quý vị đừng có đem cái đồng tiền mà về để mà hay là đến, hay là đem lại đây, hay đem đâu, hay đem dâng cho Phật ở chùa am cột lớn nào để chuộc lại cái tội lỗi của mình, và để được chiến đồng đó đưa mình đi, không phải vậy đâu. Quý vị cũng một chiếc thuyền na vậy đó, như vậy. Thì hôm nay đó thầy muốn nói thẳng ra là chính mình làm, bây giờ suy nghĩ kỹ đi, chưa có được cái gì hết à. Tại sao có người tu quyết liệt, tu quá chừng, tu sâu quá chừng, cách nào dạy lại bằng xỉu, có cái gì đâu, tu có gì đâu quá chừng, mà có gì đâu rầm rán, mà có gì đâu buồn, có gì đâu khổ, cứ tu. Mài cái dao mài mãi, mài hoài sẽ bén khối, ngưng mài còn lột mà nói đã rồi, làm sao mà cắt hàng ăn uống, phải không? Quý vị tỉnh đi, nhìn để coi, thực tế rõ ràng không có xa. Thầy nói hôm nay đã chan hòa, nếu người không hiểu coi thấp kém, hiểu được rồi về gặp ta. Thì hôm nay tiền căn người để ở đâu, đem ra nạp lão lão hồ rồi bơi, tiền đời là thứ nói chơi, ta đâu có nhận tiền đời, đừng dưng dù cho gánh lại cổng bưng một xu, mà cũng được chưa tiền hứng chưa Phật trời, ta đâu có nhận chưa tiền dạy dạy mượn mượn chưa dậy thời quá chi. Tiền căn trước trời ghi Phật để, tiền xưa kia kinh kể sớm chiều, đồng tiền ba tánh thương yêu, thần tiên mà gia hộ chứ luôn ở chiều đắng chi. Đắng giữ lại tiền khi buổi trước đủ căn lành hiểu được chân như, sai tiền của Phật không trở ơi, tiền đạo mà phước dư chưa nghìn trùng, tiền của đời trùng trùng điệp điệp, nó sắp bay không kịp nghe đời. Nói thiệt không phải nói chơi, bạc không có cánh sắp thời tung bay, tiền của đời trăm cây ngàn đắng, tiền của đời hao thân hung nô, tiền đó để đắp xây mồ, để rồi đền tội để vô chư ngục đài. Tiền xưa của Như Lai Phật quốc ta khỏi cầm khỏi tức làm chi, đâu phải tiền bạc ru bi hay tiền giấy đó mà vàng thì cầm tay, tiền phước đức Như Lai buổi trước ta có gieo nước ngược thầy chèo, lên thuyền thầy sắp dở neo, đem tiền của Phật đi theo nghe.